Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Rồi, thì ngày hôm nay mình sẽ review cho bạn một cái chiếc áo. Mà nói chung là cái chiếc áo này thì mình mặc khá là thích luôn. Tại vì cái kiểu của nó là nó nghiêng về tiểu thơ các bạn. Nhìn mặc rất là kiểu công chúa luôn các bạn ha. Nhưng mà cái áo này thì nói chung là nó cũng rất là dễ phối. Tại vì cái kiểu áo nó kiểu nó đơn giản chứ nó không phải là quá là cầu kỳ nữa. Nói chung là nó dễ. Mình thấy là nó cũng, nếu mà chấm điểm trên cái kết mới đồ của mình thì mình chấm cho nó là 8 trên 10 ha. Là đối với cái trang phục là cái áo này. Nó còn có những cái trang phục là nó sẽ dễ phối hơn, là mình sẽ chấm 10 trên 10. Đó là những cái áo thun trắng hay đen nữa này. Thì nói chung là nó sẽ dễ phối. Còn như cái áo này thì nói chung là nó mình chỉ chấm 8 trên 10 thôi. Tại vì có một số cái trang phục thì nói chung là nó sẽ không phù hợp luôn ha. Rồi ok, xếp xong rồi. Này xong rồi đó hả? Rồi mình sẽ đánh ra nha. Tiếp luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho bạn cùng coi ha. Nhưng mà cái chất vải thúi quá vậy. Đây các bạn coi giúp mình, đây là cái áo ha. Rất là dễ thương baby luôn. Nè, các bạn có thể phối là chân váy luôn, hoặc là các bạn phối với quần sọt, hoặc là các bạn phối với quần ống le rồi. Rất là xinh. Đó, chân váy chữ A nữa. Nếu mà cái này chắc phải giặt rồi dân rồi, nó hơi hôi à. Kiểu như để lâu quá. Hơi hôi nhẹ, hơi hơi nhẹ thôi. Bữa đi đến là phải giặt thôi quá à, phải giặt rồi hay phải đi giặt rồi. Mới giặt giờ không biết còn giặt đồ nữa không ta, mới giặt còn đang giặt đồ nữa không tít 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 rồi đó. Ok, nói chung là con áo này mình mua thì tầm khoảng 100 mấy chục ngàn nha các bạn đó. Nhưng mà con áo này thì nói chung là cái kiểu của nó rất là dễ thương nè, nó làm cái tay kiểu bồng bồng như vậy nè các bạn đó, làm cho cái tay của mình che khuyết điểm là từ to thành nhỏ luôn. Và mình thích nhất ở đây là cái gì biết không, mình biết thích nhất trên cái áo này đó là cái phần viền áo các bạn. Này người ta viền bằng cái dải ghen mà nó dựng đứng như vậy luôn nè, rất là xinh thiệt sự luôn. Mặc lên nhìn nó rất là baby cute các bạn ơi, nhìn đẹp lắm thật sự. Có điều là cái cổ áo nó khoét là hơi sâu nha các bạn, nè khoét hơi sâu nhưng mà cũng không sao, tại vì khi mình cuột lại rồi á thì nói chung là cái phần bồng này nè các bạn nó cũng che đã mất tiêu rồi. Các bạn thích mặc cái cổ hạ tới đâu thì các bạn thắt cái cọng dây tới đó ha. Mình thì mặc cái cổ cao cho nên là mình thắt cái cọng dây cao thôi nè. Và cái tà bên dưới của nó thì nó sẽ viền ha, nó sẽ viền và nó chỉ mang một cái đường chỉ thôi. Chỉ mang một cái đường chỉ như vậy thôi nè các bạn ha. Rồi ở dưới tay thì nói chung là cái phần mình nói nè thì người ta sẽ mang một cái đường viền tới dưới luôn nha. Đó, và cái phần cái áo này nói chung là nó khá là rộng đây, nó rộng lắm. Nhưng mà cái áo này thì nói chung là mình chỉ mặc có một lần các bạn, cho nên là mình lâu lắm mà mình chỉ ship mình để trong bọc thôi, cho nên là bây giờ lấy ra nó có hơi có một cái mùi đồ đặc trưng của quần áo mà khi lâu quá các bạn mới xài các bạn đó. Rồi ok, thì nói chung là cái con áo này một hồi mình sẽ ngày mai mình sẽ đi giặt tay ha, tại vì tránh giặt máy giặt. Vì sao? Cái máy giặt nhà mình nó hơi bị khùng khùng, lúc thì nó được lắm, lúc thì nó giặt đồ bị ố vàng đó. Mà cái bộ đồ này mình định là mặc đi đám, nhưng mà lỡ như nó bị vàng rồi là su cà na luôn. Cho nên là ngày mai chắc là mình giặt xong rồi mình ngâm lại với nước xả, cho nên là ngâm lại nước chảo cho nó hơi thơm thơm là một tí. Rồi sau đó mình đi phơi rồi mình sẽ mặc đi đám. Tại vì ngày mai là ngày 19, 2... Ủa? Nơi 17 hay 18 gì vậy? Anh ơi! Khánh ơi! Khánh! Khánh à! Khánh! Nay ngày mấy hả? Nay ngày mấy hả? 18. Ngày mốt. Chỉ còn có ngày mai, ngày mốt, chiều mốt. Vậy là phải thức sáng đêm nữa. Dạ. Rồi ok. Rồi. Rồi ok, nói chung là ngày hôm nay 18 rồi, vậy mà hồi nãy Út còn tưởng 17. Đến giờ Út ngủ một đêm đó là ngày mai là sáng là chiều, ngày hôm sau Út đi rồi. Đúng không? Ồ, hôm nay thứ tư đúng không? Dạ. Ngày mai thứ năm, là thứ sáu Út đi rồi, chiều thứ sáu Út đi rồi. Ê, cũng hơi là ngày mai con nghỉ học á, biết không? Đúng không? Nguyên buổi sáng con đi học là Út qua nhà Út quay. Chiều con cũng đi học đúng không? Nhưng mà Út quay rồi tới trưa con về đúng không? Tầm khoảng 2 giờ, 1 giờ lúc đi rồi.
một giờ một gửi rút đi rồi, út đi rồi, đi xuống dưới gai 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 gai, xong rồi từ đó chạy qua Châu Thành nữa, từ giờ mới phải chạy qua Châu Thành nữa. Nói chung là ngày mốt là út đi rồi đó. À, cho nên là từ đây cho đến ngày mai, nguyên một ngày, ngày mai út sẽ gấp rút, út làm công việc rất là nhiều, hiểu không? Cho nên là cùng vai sát cánh, kề gì kề vai sát cánh chiến đấu. Rồi ok, nói chung là cái con áo này á, thì nói chung là mình sẽ mặc đi giúp họ, và kịp chúng ta ngày mai út chút nữa đem con ngâm liền đi, chút nữa con đem con ngâm với lại nước giặt chút đi, rồi sáng út giặt sớm, rồi xong út đem đi phơi một ngày nắng nó khô. Rồi tại vải này, cái vải này nó rất là mau khô đó, cho nên là hả cũng không sợ nha bạn. Ừ, cái vải này là vải xước à. Và các bạn, cái con áo này á, thì nó sẽ không hề có lớp lót gì đâu nha, nó chỉ là một cái lớp vải như vậy thôi, và các bạn yên tâm ha, mặt cũng không hề bị lộ như đâu, tại vì á ở đằng sau nó ấy, nhưng mà ở đằng trước các bạn thì khi các bạn mặc á, về cái phần ở phần ngực á, thì những cái bầu áo này nó che hết trơn rồi, cho nên là các bạn không có cần lo lắng về cái phần này giúp mình ha, không cần lo ha. Rồi ok, thì nói chung là à út cũng có cái áo này, và những cái đầm của út thì nó cúp ngực sẵn rồi, cho nên cũng không sợ nữa. Không sao, không sao đâu, chỉ là make up nè. Ôi ơi, đó tôi sẽ quánh cái mặt, quánh ung quánh cái mặt, rồi dán mi giả chết rồi. Và sáng cũng phải thức sớm cực kỳ luôn, tại vì tầm khoảng 10 giờ út phải đi gọi đầu, đi làm móng. Út sẽ lên, út sẽ kêu nó làm lẹ chút, về út còn make up út đi nữa. 9 giờ sáng, trời ơi, Nam Mô à. Rồi đấy, nó phải quay rất là nhiều luôn ấy. Rồi có thể nào tối nay quay tới sáng không? Quay tới sáng. Tới sáng luôn, xong rồi ngủ tới trưa, thức rồi quay tới sáng. Ôi giời ơi luôn. Tại vì các bạn biết không, tại sắp sửa mình đi là tiếp khoảng tầm nửa ngày, nói chung mình đi khoảng 2 ngày rưỡi đến 3 ngày. Thì mất 3 ngày, hiện tại là chỉ tiêu của mình là 1 ngày phải 30 clip, và 3 ngày là phải 90 clip. Cho nên là trong từ đây cho đến nội tối hôm cho à đến nửa đến sáng ngày mốt là mình phải làm xong hết 90 cái clip, và cộng clip của ngày mai là 120 là mình phải làm hết 120 cái clip. Gắt gì ta, gắt gì ta, vượt nổi không ta, oh my god, ghê không sao mà nói, kiếm tới 120 món đồ lớn trời, nhà mình còn đồ đâu kiếm, nhà mình còn gì để kiếm đi trời, tháo cái bóng đèn, tháo cái loa phòng, nhà mình còn cái gì đâu mà kiếm, đúng không? À cái đồ bóp máy lạnh kìa, con mèo nè, không gì để kiếm rồi. Rồi ok, nói chung là cái chiếc áo tan bọng này của mình đó là kết thúc nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy video này hay thì đã lại giúp mình một like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.